Đó là nói thẳng lại là ông Lộc ổng sao nè, Bị mất tiêu rồi. Mà có gì đi đâu không đi à? Vấn đề Anh sao? biết. Hả? Ai biết? Vợ chồng mày sao không biết đâu, ai biết. Nó không đi, không đi, thôi mấy luôn ngày rồi. Tết là mấy ngày vui vẻ mà. Mà thôi luôn rồi, không có sống nữa. Thế vậy? Thôi. Thôi thôi cái này á, cái sự việc này bây giờ anh không còn tin em nữa. Em muốn Vậy sống sống, không sống thôi kệ em đi. thôi Gì thôi đâu ba ông hồi, luôn thôi ba rồi hồi ở ba hồi chia tay tùm lum lá trơn hả? rồi kiếm này không sống nữa rồi. Lì xì con lấy lọc nha. Ừ. Nè, lì xì con nè. Ồ chú Liêm Cảm lì ơn xì anh, kìa. cảm Cảm ơn ơn đi con, khoanh tay lại. anh tay lại con. Cảm ơn chú. Cảm ơn ai? Ôi giỏi. Không lì xì mẹ hả? Lì xì không tới gì hết, À. bả để nó đi nữa mình Mà bả để tối lo lo. hả? Thế bây giờ á là có một cái bất ngờ trong đầu năm luôn, là bây giờ á là có người muốn em đi bán vé số á, thì khi nào em đi bán? Dạ mùng 9 nó học là mùng 9 em bán. Tại sao bữa nay không bán? Ai giữ nó? Giờ tối mùng 9 đúng không? Dạ. À nếu kiểu này thì mùng 8 anh đi vô. Dạ. Ông nội, tám hứa công chuyện bên kia. Nhưng mà bây giờ đã nói mùng 9 bán thì giờ mùng 8 lấy. Dạ. Chạy ở đây xong đi rồi chạy bên kia. Gì? Tôi hẹn với nó vào buổi sáng đó. Chắc bà không? Thì giấc chiều, tại vì giấc lấy vé số bữa mùng 9. Chiều có không Ờ à, có chiều. Nè, là như vé số á là mình lấy trước bữa được phải không? Dạ được. Giống như vé số của ngày mùng 9 nhưng mà mùng 8 anh lấy được mà. Đó thì muốn bán á thì cái anh đó anh gửi về, thực sự á là đây là một cái cơ hội cuối cho em luôn đó. Cái đồng tiền này mà bay đi nữa đừng có hòng mà bây giờ là kêu ai giúp đỡ gì nữa nha. Cái này không phải là thương em đâu mà đồng tiền đó bán có đẻ ra đồng lời để nuôi hai đứa nhỏ nè. Cái gì mà dạ mà kiểu cuối không vậy trời, hơi ngộ chứ. Vậy là có thật lòng không? Dạ có, mình bán thiệt. Bán Mà bán là muốn bán bao nhiêu giá? hả? Mới đầu bán 101 thôi. Thì bao nhiêu, bao ví dụ 100 hay 101 rồi nọ đó. 101 một cây đó, một cây là 101 đó. Mà một cây là 101 Dạ. phải không? Rồi thì bán nhiêu thì lấy nhiêu. À, còn nếu mà từ từ đi mà khách khứa đông nữa thì tính thêm. Thôi nếu vậy cũng được, nếu vậy thì mùng 8. Nhưng mà anh không có đưa tiền cho em, mà anh sẽ dẫn em, hoặc là Liêm dẫn em á, đi lại cái chỗ đại lý. Rồi cho em lấy vé số. Cái đó là cái ngày đầu thôi nha, những ngày sau là em tự em đi lấy nha. Cái vốn là phải bảo quản nó. Còn đồng lời thì ăn tích góp được thì hãy mỗi ngày định dụm được đó là mình mua thêm số. Có nhắm bán được không chạy? Được chứ em bán rồi đó, em bán cái số không ở đâu. Từ đó giờ tôi chưa có thấy bán luôn á. Em tưởng em bán cho em coi. Mà hàng xóm, những người ở xóm này có thấy không? Thấy, em hỏi đi. Hỏi hết sớm lại coi. Từ từ mấy người ta đi bán vé số hả, tướng ai cũng gọn chân, bà càng đi bà đi vậy Thấy mà sao mập tướng tròn vo nhỏ hả? lớn, mập nhỏ lớn luôn. Dạ hả? Ừ. Trời ơi, mà bán vé số đẹp vậy sao bán trời, Dạ. bán vé số đẹp vậy hả, dễ bán không? Dạ dễ bán, mấy ông thấy không? Sao Cũng hơi chọc em nữa. ừ Chọc thấy em đẹp quá mua ủng hộ em hả? em. Chà kiểu này là bán đâu phải 100 vé đâu, Bán 200 luôn á, 200 đó, 200 đi. 200 bán hết á. Thôi bây giờ ngày đầu tiên thì thử ít thôi. 200 là bán cái 1 giờ. Vậy hả? Này để nếu định tưởng bữa nay được á thì dẫn bữa nay, nhưng mà tính ra là mùng 9 lận thì Dạ thôi ông mùng ơi, học 8 em vô. đi bán luôn. Ừ, dẫn ở đây luôn. Thôi, dẫn đi quá, cực lắm. À, thôi 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 thì muốn Dạ, mùng 9 em thì học, mùng 9. dạ. Mùng 9 thì mùng 8 lấy rồi Dạ. tối bán. Dạ. Tối bán rồi nguyên ngày sau cũng mùng 9 mình bán luôn. Dạ. Nhưng mà cái chiêu để mình bán là mình có chiêu không? Chị bán hả? Ừ. Em lại mời ta.
Mày mời sao? Mày bán cái số đất đó mà. Nhưng mà mình mỗi người bán có một cái chiêu để mà mình bán cái số cho nó dễ. Không, em có duyên buôn bán lắm. Tiền dơ con. Mấy ông quản lý biết em chỉ lấy được cái số xấu em bán không mà. Dạ hả? Ờ. Không có đưa số thoại đẹp. Người ta mua người ta nói người đẹp mà cái số xấu quắc à. Ta nói vậy đó. Nhưng mà vẫn mua. Mua. Ừ. Nhưng mà thường thường cái tâm lý những người ở đây nè, người ta mua một giá, hai giá, hai năm giá, hai mười giá. Có khi ta mua một lóc nữa. Trời ơi. Có khi mấy người mua số một lóc không á. Ừ. Năm tấm, hai tấm. Vậy là gặp ngay chủ cả rồi. Dạ. Có ngã ngớn không, mua nhiều vậy? Không. Anh ơi, mua ủng hộ cho em. Có không? Dạ. Có khi nào chứ không? Không, mời không à. Ừ. Ê, mua số cho tao hả? Không dám đâu, cái mặt của bà tôi nghi lắm nè. Anh ơi, mua ủng hộ em với số. Anh bán cái số được lắm á. Không mà. Bán được không chịu đi bán. Ừ. Gặp đời không? Ta nói cái tướng em á, là cái mặt của em là mua cái số người ta ưa chúng lắm. Người ta trúng dữ lắm luôn, em mới đầu tiên em bán ha. Ừ. Người ta trúng biết bao nhiêu trúng luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy là cũng chúng có. Trúng hết trơn. Vậy là còn có gian. Lý ông nói em cũng không biết nữa. Ông lấy ông nói trời con bán sao hên dữ vậy. Trúng quá trời luôn. Vậy là có gian buôn bán rồi. Bởi vì ai cũng thích mua số em chứ mà vậy đó. Dạ cái hả? Tướng em á, người ta nói là đây giờ cái tướng nào mua số. Tướng thì tướng là mẹ với tướng bán. Cái tướng là số giàu à, trúng số. Ta nói vậy đó. Vậy là mua số nào cũng được ha. Dạ. Qua tay em rồi là nó thành số hên ha. Dạ, em số hên. Phải rồi, qua tay em nó mức rượt mà. Mà ngộ nghe bán cái số mà ưa trúng lắm đó nha. Dạ hả? Dạ đúng rồi. Vậy giờ hên hả? Lắm đó. Thôi ra lãnh tiền đi, đưa cho ông Phong với em mở hàng thử coi trúng không? Giờ này trễ rồi, phải giao hết rồi, giờ này đâu có báo được cái điện cho ta trước á. Bởi vì em nói phòng số là lãnh buổi sáng. Ừ, buổi sáng không mà mình điện người ta trước chứ đâu phải. Bây giờ chị muốn lấy gì chị phải dặn trước đi. Dạ đúng rồi. Chị dặn bữa nay nè, bữa 8 lấy hay gì đó. Ừ. Vậy là sao quyết định em nói đi để mà anh biết để mà cái bữa... Mùng 9 đó, mùng 8 em lấy, mùng 9 em bán đó. Điện cho người ta chứ không em điện. Vậy là mỗi mùng 8 đó là sao? Mấy giờ? Em điện cho ổng rồi. Điện nói tiếng đi. Ờ, ổng nói cho chuyện. Nó mít đó nha. Để em nói với anh Phong rồi, ổng số không phải số của ổng nè. Ừ. Giao như là giao. Điện không bắt máy không nữa mà. Ở lúc kia kìa ổng vậy đó. Ổng tôi tưởng cái bà kia. Số ổng không? Thì đó cứ việc điện đi rồi coi làm sao. Nếu giờ em sẽ lấy giá bữa mùng 9. Ừ. Thì em bán đó. Thì em lấy bữa mùng 8 để mà em bán cho bữa mùng 9 làm sao? Ông trả lời làm sao? Thì có anh Tường Quỳnh ở Mỹ, anh cũng muốn giúp đỡ cho tiền. Thì đó là một cái cơ hội cuối cùng để mà có vốn làm ăn. Anh Tường Quỳnh hả, ca sĩ hả? Tường Quỳnh đâu ca sĩ bà ơi. Mộng mơ ca sĩ cướp bà đi cái gì bà nói. Là cái đúng người rồi. Mà vừa rồi là mua đồ cho con bé Liễu á. Dạ. Nói chứ là giúp gán làm ăn đi chi tiền ơi. Ta nó thật sự là thấy em người ta cũng không ưa. Nhưng vấn đề á là cho em một cái cơ hội. Dạ. Để mà buôn bán. Bác chơi không bắt đi. Đang điện cho đại lý phải không? Dạ điện ổng mà, điện ổng hoài không bắt máy hết trơn á. Ừ. Ở gần đây không? Ông ở trên nó mít á. Sao? Trên nó mít ông giàu số xuống đây. Cái ông nội nè, người đẹp điện không chịu nghe máy nữa. Ủa dưới đây không có đại lý sao mà? Cái đô thị cũng có nữa. Cái mít là bao xa? Trên cái mít chở chỗ nào em không biết nữa. Thì cần thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi chạy đôi đó luôn. Ừ. Chị nó coi kiếm hỏi tao luôn. Đây là một cái hy vọng, một cái tia hy vọng, một cái cơ hội cho em buôn bán đó. Chứ thật sự hãy nói rồi mà đưa tiền cho em là người ta không đưa đâu. Tại vì em nhận được quá nhiều nhưng mà chơi cũng banh tành hết trơn rồi. Không nghe máy rồi. Ổng vậy đó, điện ổng mới hỏi người bán cái số không cần bác, ổng không bắt máy á. Vậy bữa đó đó là bữa mùng 7 á, mình lấy để mà mùng 9 mình bán được không? Không, bán một ngày à. Dạ hả? Ngày sau ta số khác rồi.
Vậy ừ, sao? Đâu có 2 ngày đâu. Em phòng lãnh bên Sa Đéc rồi em qua đây đưa cho. Thôi tao đâu có khùng. Anh Thành, nó lãnh cho em đi. Thôi. Lãnh chứ không lãnh mỗi ngày tao đem vô hả? Thôi là trời, tôi nói ông lãnh bữa đó đi. Thôi. Lúc sau là bả. Thôi, tôi không có rảnh. Ở đây á, nó thành một cái nề, một cái lối đi luôn. Là bả chỉ đi tới đó bả lấy á, rồi bả về bả bán thôi. Bây giờ bữa nay tao có điện được nè. Thôi, để hả có gì liên lạc được đi rồi cho hay. Dạ. Vậy đi. Rồi, cố gắng đi. Dạ. Thì nay là vô em cho em cái thông tin vậy đó. Dạ. Là có người giúp đỡ em. Dạ. Á, là cái người mà vừa rồi á là mua đồ cho con bé Liễu á. Cho em 500 ngàn đó ha. Hả? Đúng rồi. Đó, thì bây giờ là phải chí thú làm ăn nha. Cái này cũng không hên là ông Lộc á. Ông cũng không có ở đây cho ông biết có tiền rồi nọ nữa, đâm ra ông quậy nữa. Cái đó là gán bảo quản tiền nha. Dạ. Buôn bán sao đang nở ra đi. Thật sự cũng không ai giúp được nữa đâu, hên là em gặp được một cái anh này nè, ảnh là ở Mỹ luôn á. Cái sai phạm của em, những cái sai lầm của em á, ông bỏ qua nhưng mà cho em một cơ hội mới đó. Dạ. Hứa không? Dạ hứa, bán cái số. Thôi bây giờ trước tiên chưa biết là có được bán hay không. Dạ. Nhưng mà cái ý của người ta thì cũng là một cái ý tốt. Dạ. Thì em hãy cho nói cái lời cảm ơn đến cái anh Tường Quỳnh ở Mỹ đi. Dạ cảm ơn Tường Quỳnh. Giờ ở đây nè, chứ giờ mới đâu trên nóc nhà. Dạ. Rồi sao? Em tiền bán cái số. Ừ. Em chúc anh năm mới. Dạng sự ý phát tài. Ừ. Dạ sức khỏe rồi. Dạ. Còn gì nữa không hả? Nhớ được ơn anh suốt đời. Thôi cái câu này tôi nghe tôi quen lắm. Cái câu mà nghe ơn suốt đời là tôi quế dữ lắm rồi. Cũng cái vụ mà mua vàng mua dĩ hả, cũng câu nhớ ơn suốt đời. Bay mẹ hết trơn rồi. Còn cắt rồi. Rồi biết rồi. Thì vì là hiện giờ vàng vẫn còn ha. Dạ. Nhưng mà cắt không để cho ông thấy phải không? Cắt rồi. Vậy cũng mừng. Rồi vậy đi, thì tới bữa đó anh vô. Dạ. Thì cô chú anh chị ơi, hãy theo dõi cái quá trình từ trở về buôn bán vé số, xem về cái sinh hoạt buôn bán như thế nào, có tạo ra được nguồn tiền nữa không, hay là cái số tiền này nó sẽ bay theo năm tháng. Thì cái này chắc cũng không có nói trước được, phải đợi cái thời gian. Thì cô chú anh chị hãy đồng hành xem nha, cô chú anh chị hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Phong Người Liêm. Rồi, Phong xin chào.